Quý Phật tử đến từ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhé, quý anh chị ha. Thầy tổ bị cái bằng chữ thiên của Phật tử để cúng viếng chỗ trên này tổng cộng là chín cái hố ngang viếng của chú anh chị ha, chín cái hố đó. Trên đây là trong bên đây là trong nhà chùa ngang viếng của chú anh chị. Quý Phật tử là để của ít thì lòng nhiều thì tùy theo cái tâm của mình ha. Đó. 5.000, 10.000, 10.000 thì cũng được, tùy theo cái tâm của mình. Cây này là ngày cuối cái bao này ngày cuối sẽ ông sư sẽ cắt xuống số bên đây ha. Mấy chị là chụp hình để kỷ niệm cái ngày lễ chị đến từ đâu vậy chị? Hả? Chị đến từ đâu vậy? Ở Sóc Trăng mình đó hả? Dạ. Chị qua sớm dữ vậy? Dạ. Hôm nay để cho cái khách ngoài ta qua trước đi. Dạ. Dạ. Cảm ơn các chị. Dạ. Thạch Phan Vi Lâm. Thạch Phan Vi Lâm. A là Lan như người Khmer đó. Người Facebook Thạch Phan TV. Coi theo dõi trang giùm em cái. Rồi bữa nào em tặng một cái mẫu.